Đây thế bà con cái bơm sên nhân thể hay bơm nhân thể nè, hay kêu bằng sên nhân thể ngoài Bắc kêu bằng sên đó. Sên nhân thể đó. Nhân thể 1, nhân thể từ nhân thể 1 với nhân thể 80 90% luôn nha. Tùy theo kích cỡ máy bà con mua cho đúng nha. Alo. Dạ. Dạ. Bơm nhân thể nè, dành cho động cơ máy dầu luôn nè. Bơm nhân thể sên nhân thể rồi đây, nhân thể 1, nhân thể 2, nhân thể 3 đầy đủ nha. Tùy theo động cơ mà con mua phù hợp. Nếu con này đẩy xa khoảng một cây số trở lại nha, độ hút là khoảng 15 mét trở lại. Đẩy xa là khoảng một cây số 1000 mét á. Độ hút là khoảng 15 mét. Đủ lỗi luôn rồi con. Nhân thể bơm tác, bơm đẩy xa bao gì có hết. Đây là bơm nhân thể dành cho máy xăng 168. Đây nhân thể 100 dành cho bơm số lượng nước lớn. Cánh quạt với phốt gon thì có đầy đủ nha. Bà con nào có nhu cầu alo nha. Cánh quạt, phốt gon, phốt với cánh quạt đầy đủ luôn. Cánh quạt nhân thể nào cũng có. Đây nhân thể 5, nhân thể đẩy xa nè. Khoảng vài trăm mét, khoảng dưới 1000 mét. Xong rồi đã dẫn được khoảng 1000 mét rồi, xong rồi bắn ra thêm được 20 mét nước nữa. Rất là dữ dội. Dành bà con tưới tự động là ok luôn. Con nào dành tưới tự động là vô địch luôn. Đây bơm nhân thể dành cho máy dầu. Từ nhân thể 1 đến nhân thể 100. Nhân thể 1, nhân thể 2, nhân thể 3, nhân thể 4, nhân thể 5. Nhân thể 80. Nhân thể 100, nhân thể 10 đầy đủ. Bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Đây số bơm nhân thể dành cho máy xăng. Đây 168 dành máy xăng ở đây. Phốt gon đầy đủ nha bà con, phốt với cánh quạt đầy đủ luôn. Không thấy, đâu rồi? Đấy, đang kiếm. Đủ lỗi mà con, tùy theo động cơ mà con mua phù hợp. Giao hàng toàn quốc nha bà con, chỉ cần bà con cho địa chỉ số điện thoại là giao hàng tới nơi cho bà con luôn. Giao hàng toàn quốc. Đây tiệm là một số máy nhân thể nha. Nhân thể 1 là dành cho động cơ từ 7 ngựa. Nhân thể 2 động cơ từ 8 ngựa. Giữa lên nhân thể 3 động cơ từ 10 ngựa. Nhân thể 4 động cơ từ 12 ngựa. Nhân thể 5 động cơ từ 12 ngựa trở lên nha. Đối với bà con bơm đẩy, còn bơm đẩy xa. Còn bơm thường là dùng cho tất cả động cơ 9 ngựa lên là xài được. Bơm thường đẩy gần gần là khoảng 9 ngựa là xài được. Còn bơm đẩy xa phải lớn. Rồi bà con nào có nhu cầu alo 0886356707.